Hello cả nhà. Hôm nay mình sẽ làm live học viên của Tuấn Đắp Bột nha. Đây là mình đang đắp hai cục nha cả nhà. Đây là mình đang đắp hai cục nha. Bạn nữ đắp rất là xuất sắc luôn nha cả nhà. Đắp hai cục. Mình cứ đắp hai cục là đẹp nhất nha cả nhà. Hello Minh. Hello Mai Võ, mình cứ đắp hai cục là đẹp nhất, mình đừng có đắp nhiều lần quá hoặc là mình đừng có cố gắng đắp một cục tại vì móng này móng rất là dài. Ra đắp hai cục là chuẩn vừa đẹp luôn nha. Này bình thường mà mấy đứa tự nhiên đi đâu có quay mặt đi đâu sợ. Bạn này là học được 2 tuần đó cả nhà. Hello Huy. Tấn Huy, hello Tấn Huy. Tiger. Hello Trúc Giang. Rồi chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha. Rồi mình sẽ cho anh chị em xem là kỹ thuật đắp bột của bạn nữ này nè. Bạn nữ này học được 2 tuần đó cả nhà. Bạn nữ này hay học được 2 tuần nha. Đó, thấy các anh chị em thấy kéo bột rất là im không? Rất là ok không? Bạn này đắp là không bị tràn khóe. Bạn này đắp rất là đẹp nha. Bạn này đắp hai cục rất là chuẩn cả nhà. Đắp rất là chuẩn. Cả nhà hãy chia sẻ cho thầy nha. Chia sẻ cho thầy. To quá, to quá. Anh đó, anh cứ làm bên kia đi. Đứng lên coi cho mẹ nè, coi đứa gì. Anh có bán cọ không? Có em, có bán đầy đủ nha. Bạn nào mà muốn mua đồ của Tuấn thì cứ inbox cho Tuấn nha. Trên live thì Tuấn không nói giá được nha cả nhà. Trên live thì Tuấn không nói giá được. Bây giờ mình sẽ like bạn này đắp tí xíu nữa mình sẽ like, mình sẽ quay cả lớp cho cả nhà xem nha. Rồi lấy khăn che mặt lại. Chút xíu nữa anh sẽ trả lời vào nha vào. Đó, các bạn cứ làm tập làm like cho quen ha. Nhiều khi mình đắp cũng không đẹp nhưng mà mình làm like cho nó quen, mai mốt mình đắp đẹp thì mình làm like rất là dễ. Nhớ chia sẻ cho thầy nha cả nhà. Hello Lan Thảo. Các bạn thấy không? Bột cọ nước bên mình đắp rất là ok không? Đắp hai cục là phải khỏi suy nghĩ cả nhà. Đắp các bạn cứ đắp tập đắp hai cục là đẹp nhất nha. Đừng có đắp 3-4 cục. Đây là học viên mình học được 2 tuần em ha. 2 tuần, học được 2 tuần nha cả nhà. Đó các bạn nào mà mình đắp được như thế này là mình đi qua bên nước ngoài là mình đắp rất là ok, khỏi cần phải học lại, khỏi cần phải chỉnh sửa gì hết. Quan trọng là mình chỉnh cục bột lúc mà mình học á cho nó đẹp, cho nó nhanh là được rồi. Đó các bạn thấy không, học viên Minh Tuấn là mà đắp được cỡ này thì mốt đi qua nước ngoài thì đắp lấy tiền thôi. Chứ mình đâu cần tập gì lại cả nhà ha. Có những bạn nói là học ở Việt Nam qua bên nước ngoài làm không được. Chẳng qua là mình học không có đúng chỗ hoặc là mình học không có đúng cách thì mình làm không được. Như bạn này là bảo đảm 100% là qua bển làm lấy tiền nè. Bạn này học được 2 tuần thôi nha cả nhà. Chỉ có 2 tuần thôi nha. Mà làm mà đắp cỡ này là các bạn thấy là rất là ok chưa. Nếu mà tại vì làm like á. Hello Huyền. Trời ơi chị khỏe không chị Huyền ơi? Mọi người nhớ chị Huyền nghe chị Huyền. Mọi người rất nhớ chị Huyền nha. Cho em có lời thăm anh Châu nha chị Huyền. Chúc anh chị trăm năm hạnh phúc.
Dạ cảm ơn chị khỏe ha. Đó, một cái quá trình mà để mình lên được tay thật đắp được như thế này là rất là khó nha cả nhà. Một quá trình chứ không phải là nó một ngày một bữa nha. Các bạn mà học một ngày, hai ngày, ba ngày các bạn không có được đắp được như thế này đâu. Kéo xuống xíu. Ừ. Các bạn mà học đắp một ngày, hai ngày, ba ngày các bạn không bao giờ đắp được cái kỹ thuật như thế này. Các bạn phải tập luyện thời gian rất là dài. Trái giờ không ngủ được nhớ cả nhà. Dạ tụi em cũng nhớ chị. Tụi em cũng rất nhớ chị nha chị Huyền. Hẹn chị Huyền một ngày gần nhất nha. Nói chung chia tay anh chị tụi em cũng rất là buồn. Hello, hello Cường. Mọi người chia tay anh chị cũng buồn lắm. Nhưng mà thời gian mình có giới hạn thì mình phải chấp nhận sự thật ha. Hy vọng là lần sau chị Huyền về thì chị em mình sẽ gặp nhau lâu hơn nha. Anh chị em cố gắng học đắp bộ quá, mình đắp được giống như bạn này nha anh chị em. À, cố gắng mình đắp được giống như bạn này nha. Mình phải đắp được giống như bạn này thì mình mới lấy tiền được nha cả nhà. Chứ còn mình đắp mà không mà lơ mơ là mình không có đắp, đi qua bên đó mình làm không lấy tiền được đâu. Cái cách của bạn này kéo Tuấn rất là ân ý luôn. Cái cách của bạn này đắp rất là đẹp. Đó, nếu mà anh chị em nào mà thầy thợ rồi mà vô xem có gì thì góp ý thêm cho Tuấn nha. Còn nếu mà anh chị em nào mới học thì mình tham khảo ha. Đó, anh chị em thấy bạn này đắp không? Bạn này đắp một bộ trong vòng 10 phút là xong nha cả nhà. Học viên mà đắp trong vòng 10 phút xong là cả nhà biết là hay lắm luôn á. Hello Hiền, hello Hiếu. Rồi chúc cả nhà mình buổi chiều vui vẻ nha. À, mình đây mình làm live một bạn nữ học viên của mình học 2 tuần đắp nha cả nhà. Thầy ơi, đăng ký học một khóa như thầy. Dạ, ok Phương Quyên nha Phương Quyên. Dạ. Bên nào? Về được mấy tầng rồi, mai đi rồi. Gì mai đi? Trời đất ơi. Thầy quá trời công chuyện luôn. À vậy hả? Nhờ gửi anh thầy đệ. Để vô nữa hả? À. Đòn để vô ok. À, đi một gửi một hả? Đi một, đúng gửi rồi, một. Đi một gửi một. Tại vì về bến rồi đâu có đủ người làm đâu, giờ mấy kế thừa. Rồi ok. À, nhớ không? Nhớ mà đâu. Sao rồi lúc này sao rồi? Dạ chị. Ủa như hồi xưa có nhớ. Thấy đắp một cục hay cục với thầy. Nói chung là mình học nghề mình đắp bộ 2 cục là tốt nhất em. 2 cục là đẹp nhất. Mình đắp 2 cục là đẹp nhất nha cả nhà. Chỉnh cái máy cho mình cứ ngay thôi. Ok. Còn muốn nói gì nói. Có chuyện gì. Ủa vậy anh đi được, anh đi 29 hay không? Đi gì? 29 mình về đây mình học xong à. Mình đi luôn đó. Đi giờ cái dịch giả xong rồi đâu có ai về được đâu. Ủa mấy năm rồi hả? Rồi hả? 3 năm rồi không? Phải qua được 3 năm rồi. 3 năm thì cái chớp mắt gì được? Chớp mắt hả? Để coi nó sắp chết cái gì của nó, mà qua đây gửi trước rồi đã. Gửi trước cho mấy thầy cái này. Để mình lo công việc. Còn mà đã. Đức là khi mà mình rửa tay là rất là không bình thường đâu Đức.
Thiết Minh đi. Em xin nói chuyện nha. Hello Mai Trúc, hello Phương Trần, hello Thủy Long. Thì hiện tại bây giờ là thấy có một bạn học viên nữ thì đang là thực tập thôi, nhưng mà đắp rất là chuẩn và cũng như rất đẹp nha các bạn nha. Thấy ông không bao giờ bị tròn khóe nha các bạn nha. Trời ơi, quá nhanh, quá xuất sắc luôn. Rất nhanh nha, chị này mới học 2 tuần thôi mà đã làm một bàn tay cái shop, cái xếp cái phần rất là đẹp. Và bây giờ là tới công đoạn là đóng ly, đóng bột lại. Rồi bây giờ là chị sẽ đi xếp hay chị ha. Hello Phương Chi Chi, hello Mai Trúc nha. Để ngoài đi chị, để ngoài xíu là nữa cho nó khô rồi để vào trong cho em. Dạ đúng rồi, dính cái này lên, dính cái lên xíu đây nè. Đó, cho nó khô rồi chị bỏ vào cho em. Cây cọ rất mắc nha. Cọ bên Tuấn rất là đẹp nha mọi người nha. Rồi giờ đi xếp cái phần nè. Rất kỹ càng nha, những cái công đoạn rất kỹ nha. Chị đây mới học 2 tuần thôi. Ai muốn bút chỉ qua Mỹ làm luôn không? Để em biết rồi em bút luôn. Hello Tom Ni. Xin chào Kim Ngân. Ôi, rất xuất sắc, chuẩn luôn, không tràn khóe nha. Chị này là học mới có 2 tuần thôi mà với những cái kinh nghiệm 2 tuần nay của chị thì
làm lên tay mẫu rất chuẩn form luôn. Chị Hiền rất tự tin nha, thì công nhận đẹp luôn. Dạ. Nhanh luôn. Sắp 2 tuần thôi. Chưa thầy, sắp tới nghe được chưa thầy? Trời ơi, cỡ này là qua đó là chỉ có lấy tiền thôi chị ơi. Tuần nghỉ hết 2 ngày rồi đó ha. Dạ. Anh Vinh ơi, có mẫu vào kìa. Anh lên đây ngồi để cho em đi. Rồi chỉ 2 tuần thôi mà ha, chị từ không biết gì mà lên đắp cục bột thật là xuất sắc luôn, chuẩn luôn. Sau khi các bạn đắp bột xong, các bạn phải vũ xếp thì thật là đẹp nha, vũ xếp rất là quan trọng. Nhiều khi các bạn nghĩ là đắp bột nó quan trọng đúng không? Đắp bột thì quan trọng đó, nhưng mà còn vũa xếp cùng với chỉnh móng nó cũng rất là quan trọng nha các bạn. Thành ra khâu nào đắp bột là khâu nào nó cũng quan trọng hết, không có khâu nào mà nó dễ hết ha. Thành ra khi mình đắp bột mà đẹp á thì mình vũa xếp nó rất là dễ. Đây là cái xếp cấp hình nha cả nhà, cái xếp cấp hình nha. Sau khi mình đắp ra, bạn này giữ được cái xếp rất là đẹp. Nè, giữ được cái xếp rất là đẹp nè. Sau khi mình chỉ vũa chút xíu nữa là xong ha. Hello Trang. Hello Nguyễn, hello Hằng. Cả nhà mình chia sẻ nha, thấy hay thì cả nhà mình chia sẻ ha. Vì đây là bạn học viên đắp nha cả nhà, đây là bạn học viên đắp nha chứ. Rất là giỏi, thành ra mình Tuấn sẽ quay ra cho cả nhà xem ha. Cả nhà phải tập, mấy mốt mình tập trầm like, mấy mốt mình tập chụp hình rồi để mấy mốt mình đưa lên Facebook ha. Anh Vinh lên cho anh coi từ đầu luôn đi. Mẫu cho dành riêng cho anh đó. Anh lên đi, nhóc chưa lên được đâu. Hello Tú, lên coi tháo móng luôn. Hello Tú nha. Hello Trang. Đây là các bạn nhìn cũng nhìn cái cách vũa xếp nha các bạn. Tại vì cái vũa xếp rất là quan trọng ha. Trên móng giả thì không nói được điều gì hết, quan trọng là khi mình đắp lên tay mình lấy cái xếp đẹp mới là quan trọng nha. Còn trên móng giả các bạn hay khoe trên móng giả thì nhiều, nhưng móng giả nó không có tác dụng gì hết. Quan trọng là mình đắp lên móng thật nè, mình lại vuốt cái xếp nè, nó mới là quan trọng ha. Mình sẽ quay cái lớp học cho cả nhà xem nha. Mình sẽ quay cái lớp học cho cả nhà xem. Để đó sao đâu. Đây, lớp học nè cả nhà. Đây là cái lớp học đắp bột, riêng cái lớp học đắp bột nha cả nhà. Đây, cái lớp học đắp bột của mình đây. Có đầy đủ tất cả nam thanh nữ tú. À, các bạn thấy không, lớp đắp bột của mình đông lắm cả nhà ơi, rất là đông nha cả nhà. Lớp đắp bột của mình rất là đông, mỗi một bạn là phải có một bạn mẫu để ngồi thực tập nè cả nhà thấy không.
Cảm ơn Huy đã thả tim rất là nhiều cho Huy. Rồi bây giờ mình sẽ trở lại cái phần dũa máy nha cả nhà. Dũa máy của em là dũa luôn. Bữa nay mình làm live một bạn này thôi, một bạn này đắp bột thôi. Ha. À, nói chung là bạn nào cũng có đắp bột hết cả nhà, bạn nào cũng có đắp bột hết á. Nhưng mà để mai mốt mình sẽ like từ từ cho cả nhà xem ha. Mình sẽ like từ từ cho cả nhà xem. Đó, như chị này nè cả nhà. Chị này đắp thì rất là kỹ, o bế rất là kỹ luôn nè cả nhà. À, o rất là kỹ nè. Đó, đây cả nhà thấy nè. Đắp bột như thế này là không mang tiền là thôi bó tay luôn. Không lụm tiền được rồi bó tay luôn đó cả nhà, đắp bột xong rồi nha. Cái này đắp bột xong rồi đó cả nhà. Chị này là cũng một chị thân thương từ Biên Hòa xuống. Làm đẹp lắm cả nhà, làm đẹp mà kỹ nữa. Dạ rồi. Chị này là U56 rồi nha. 56 tuổi. Đó, nhưng mà đắp bột rất là đẹp nha cả nhà. Đắp bột rất là đẹp luôn. Hello Huy Châu. Huy Châu không làm sao coi like Huy Châu. Đó, từ Biên Hòa xuống nha cả nhà. À, một gia đình từ Biên Hòa xuống luôn mà đắp bột. Đắp bột rất rất là đẹp. Đây cho cả nhà xem nè, tận nhìn gần luôn nha. Đắp bột xong rồi đó cả nhà. Cả nhà thấy chị đắp khóe đẹp không? Khóe nè, móng tròn nha, móng tròn lấy cái shape rất là đẹp không? Đây là tổng quan của cái lớp nè cả nhà, tổng quan của cái lớp đắp bột nha, đông lắm cả nhà ơi. Rồi đây là một em trai thân thương. Đây là đang làm móng vuông nè cả nhà, em trai thân thương nè. Giờ này chưa có khách thầy ơi, ủa chưa có khách luôn hả? Đó. Mấy bạn này đắp bột xong rồi nè cả nhà. Nè cả nhà cứ xem đi ha. Xem rồi thử nha. Đó có bạn nào mà đang học mà làm được như thế này không? Có thì comment vô cho biết nha. Đây là các bạn đang thực tập hết luôn. Đang thực tập hết luôn nha cả nhà. Rồi, bây giờ mình sẽ quay dũa chút xíu nữa là mình sẽ tắt cái like nha cả nhà. Huy Châu đang vô. Có anh Hiệp đây đồng Huy Châu ơi. Đó, bây giờ xong cái shape rồi nè cả nhà. Đó, bây giờ lấy cái shape có phiền xong rồi nè. Cả nhà thấy bén sắc nét không? Ngon không? Lụm tiền được chưa? Nếu mà bạn nào mà nói chưa lụm tiền được á thì thôi tôi không nói nữa, mà bạn nào lụm tiền được thì chia sẻ nha. Lụm tiền thôi, khách ở đây làm trễ vì bay ban đêm không à. Ok. Mình sẽ quay dũa chút xíu cho cả nhà xem nha. Hello Kelly, mình sẽ quay chút xíu bạn này dũa cho cả nhà xem, bạn này dũa dạng tay lắm. Ship bén như dao cạo. Cảm ơn hi. Bén lắm, cái này là cạo râu được luôn. Đó các bạn phải làm trên tay thật mình mới cảm nhận được ha. Mình mới cảm nhận được là mình giống như mình làm một người khách. Các bạn cố gắng là học đắp bột là phải làm trên tay thật nha. Rồi thôi chia tay các bạn nha. Chúc các bạn buổi chiều vui vẻ ha. Hẹn lần sau đi mình sẽ like một bạn khác đắp tiếp nha cả nhà. Rồi cả nhà muốn mua hay mua đồ nghề đắp bột hay là muốn học nghề bên Tuấn thì cứ alo cho Tuấn nha. À, số điện thoại Tuấn có để trên Facebook, Zalo có đầy đủ nha cả nhà. Rồi bye bye cả nhà.